Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 26 tháng 3, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tỉnh Sơn La làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Macca Việt Nam. Tính đến hết năm 2020, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Sơn La theo Nghị định 55 của Chính phủ đạt 11.662 tỷ đồng. Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vân Hồ, điểm du lịch trải nghiệm khám phá hấp dẫn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt do ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Him Lam, Chủ tịch Hiệp hội Macca Việt Nam làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã thông tin với đoàn công tác Hiệp hội Macca Việt Nam về tình hình phát triển cây macca trên địa bàn tỉnh Sơn La, định hướng phát triển cây macca giai đoạn 2021-2025. Theo đó, cây macca được đưa vào trồng tại Sơn La từ năm 2000. Đến nay, tổng diện tích trồng cây macca trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 442,82 ha với 15 dòng cây macca đã được đưa vào khảo nghiệm. Đến nay đã công nhận 29 cây trội cho 4 dòng OC816, 849, 246. Khả năng cung ứng mắt ghép của 29 cây trội khoảng 29.000 đến 30.000 hom mắt một năm. Hiện tỉnh Sơn La đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào phát triển cây macca trên địa bàn tỉnh theo hướng phát triển bền vững nguyên liệu gắn với thị trường chế biến và tiêu thụ sản phẩm với quy mô diện tích trên 522 ha. Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Sơn La có quy mô diện tích cây macca đạt khoảng từ 2.000 đến 3.000 ha. Để phát huy hiệu quả kinh tế, hình thành vùng nguyên liệu hàng hóa trên địa bàn tỉnh, tỉnh Sơn La đề nghị Hiệp hội Macca Việt Nam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hỗ trợ tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện đúng kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái quả và sơ chế hạt cây macca, xây dựng khảo nghiệm các dòng macca có năng suất chất lượng, mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ và phát triển sản phẩm macca, hỗ trợ vốn đầu tư cho các đơn vị doanh nghiệp phát triển cây macca. Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hiệp hội Macca Việt Nam, cam kết sẽ cung cấp vốn, cơ chế chính sách để phát triển cây macca trên địa bàn tỉnh Sơn La, đồng thời mong muốn tỉnh Sơn La tạo điều kiện cho Hiệp hội Macca mở rộng diện tích trồng cây macca tại thành phố, huyện Quỳnh Nhai, Mai Sơn và tạo điều kiện cho Hiệp hội Macca Việt Nam mở chi nhánh tại tỉnh Sơn La. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông yêu cầu các sở ngành có liên quan khẩn trương rà soát quỹ đất phù hợp để đề xuất phát triển cây macca. Tỉnh Sơn La cam kết sẽ đồng hành cùng với hiệp hội và các doanh nghiệp sản xuất macca trong đầu tư phát triển cây macca tại địa phương, bố trí đất để xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm macca. Trước đó, đoàn đã đi thăm mô hình trồng cây macca tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn. Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn ở tỉnh vùng cao Sơn La đã mang lại hiệu quả thiết thực cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Nhiều hộ vay vốn phát triển sản xuất đã thoát nghèo và có thu nhập ổn định. Tính đến hết năm 2020, tổng dư nợ cho vay của Agribank Sơn La theo Nghị định 55 của Chính phủ đạt 11.662 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện chính sách đã góp phần khơi thông nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Đây là nhân tố góp phần tăng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh, cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi thủy sản và tăng tỷ trọng dịch vụ. Hiệu quả đồng vốn đã tạo ra nguồn sản phẩm nhiều về số lượng, tăng về chất lượng, đảm bảo an ninh lương thực, nhất là địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với quy hoạch và tiềm năng phát triển kinh tế của các địa phương. Hiệu quả nguồn tín dụng trong nông nghiệp nông thôn cũng đã góp phần không nhỏ phát triển hợp tác xã, cải thiện kinh tế hộ gia đình, xây dựng nông thôn mới. Đoàn công tác Công an tỉnh Sơn La đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thuận Châu về việc rà soát, đánh giá tình hình an ninh trật tự cơ sở, thực trạng đội ngũ cán bộ, điều kiện đảm bảo hoạt động cho lực lượng công an xã thị trấn trên địa bàn. Thực hiện đề án tinh gọn lực lượng công an xã và điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021, huyện Thuận Châu đã bố trí 145 đồng chí công an chính quy tại 29 xã thị trấn, bố trí 685 đồng chí công an viên bán chuyên trách tại 391 bản tiểu khu,
hỗ trợ trên 600 triệu đồng kinh phí cho lực lượng công an xã thị trấn hoạt động. Lực lượng công an xã thị trấn bám sát địa bàn cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu với các ủy chính quyền trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, đã tiếp nhận 26 tin, tổ chức phối hợp tham gia giải quyết 75 vụ việc xảy ra trên địa bàn, được các ủy chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Tại buổi làm việc, lãnh đạo quan tỉnh và huyện Tuần Châu đã bàn việc xây trụ sở công an các xã thị trấn đảm bảo về diện tích, vị trí, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm việc và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an xã. Về phía huyện Tuần Châu sẽ khẩn trương tạo mọi điều kiện để xác định vị trí, quỹ đất thống nhất về diện tích xây dựng trụ sở công an xã thị trấn đảm bảo tiến độ. Ngày 25 tháng 3, đoàn công tác của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng tại thành phố Sơn La. Thành phố Sơn La có diện tích trên 32.000 ha, trong đó diện tích có rừng là gần 11.000 ha với 1.637 chủ rừng. Để làm tốt công tác bảo vệ rừng, thành phố đã tổ chức trực 24/24, bố trí lực lượng canh phòng ở các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao, hướng dẫn việc đốt nương, sử dụng lửa của các tổ chức cá nhân, phát huy phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng. Đoàn công tác của tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền thành phố trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, đồng thời đề nghị trong năm 2021 và những năm tiếp theo, thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân, chủ rừng, nâng cao nhận thức của nhân dân, chủ rừng trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý phát triển và bảo vệ rừng, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm lâm luật. Hội Phụ nữ phường Trường Lề, thành phố Sơn La vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 22, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đại hội được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sơn La chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Nhiệm kỳ 2016-2020, Hội Phụ nữ phường Trường Lề, thành phố Sơn La đã thực hiện các nhiệm vụ phong trào. Có 95% gia đình hội viên đạt 10 tiêu chí của vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với tiết kiệm và tận dụng. 13/13 chi hội gắn biển đoạn đường do phụ nữ tự quản. 92% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trên 2,8 tỷ đồng, hỗ trợ cho 64 hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, giúp đỡ các gia đình phụ nữ nghèo khó khăn ở các xã biên giới, vùng bị thiên tai lũ lụt, đẩy mạnh phong trào văn hóa thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Phụ nữ phường Trường Lề, thành phố Sơn La tiếp tục phát động hội viên tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và hai khâu đột phá, phấn đấu hàng năm trên 80% hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, kết nạp từ 20-30 hội viên mới, 80% chi hội đạt xuất sắc. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu cũng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mộc Châu chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Nông Trường Mộc Châu đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tích cực tham gia các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, gắn với phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, hội đã phối hợp làm 36 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, triển khai thực hiện tốt đợt thi đua ái quốc với chủ đề làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, được trên 1 tỷ đồng để giúp đỡ 296 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, duy trì 150 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn còn tập trung xây dựng tổ chức hội. Đến nay 100% bản tiểu khu có tổ chức hội, có 30 chi hội với trên 4.400 hội viên tham gia sinh hoạt. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Nông Trường Mộc Châu tiếp tục chỉ đạo 100% các chi hội, cụ thể hóa tiêu chí thực hiện phong trào thi đua, phấn đấu kết nạp mới từ 40-50 hội viên trở lên. Chiều ngày 25 tháng 3, Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 62 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với trên 4.000 đoàn viên thanh niên.
Trong những năm qua, tuổi trẻ đoàn khối đã phát huy truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có những đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La. Các tổ chức đoàn đã triển khai cụ thể hóa các phong trào hành động cách mạng bằng những hoạt động cụ thể thiết thực, phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan đơn vị, tích cực hưởng ứng phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công việc, coi trọng công tác xây dựng tổ chức đoàn và xây dựng lực lượng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Đảng, bồi dưỡng và tham gia các hoạt động an sinh xã hội khác. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho 5 cá nhân, tặng bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020. Ngày 25 tháng 3 tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Đoàn Thuận Châu đã tổ chức hội thi vũ điệu thể thao. Đây là chương trình trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại hội thi, 11 chi đoàn trong nhà trường đã biểu diễn các tiết mục dân ca, dân vũ, nhảy hiện đại, nhảy flashmob, thể hiện các ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình bạn, tuổi học trò. Các tiết mục được tập luyện kỹ lưỡng với biên đạo hiện đại đã tạo nên không khí sôi nổi. Hội thi là sân chơi bổ ích cho đoàn viên thanh niên, qua đó tạo mối giao lưu, thể hiện tinh thần đoàn kết của đoàn viên thanh niên trong nhà trường, cổ vũ tinh thần học tập và rèn luyện cho đoàn viên thanh niên và học sinh. Và tối qua tại trường Cao đẳng Sơn La đã diễn ra chương trình truyền thông phòng chống kỳ thị phân biệt đối xử với những người dễ bị tổn thương nhân dịp kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam 25 tháng 3. Tại chương trình, hơn 400 đại biểu sinh viên trường Cao đẳng Sơn La đã cùng nhau ôn lại lịch sử ra đời của nghề công tác xã hội ở Việt Nam và những kết quả nổi bật trong hoạt động đào tạo học sinh sinh viên làm nghề công tác xã hội của nhà trường trong những năm qua. Đồng thời được các tuyên truyền viên trường Cao đẳng Sơn La, Trung tâm Giáo dục Kỹ năng IT Sơn La, nhóm Khát vọng sống Sơn La tuyên truyền tư vấn về vai trò và ý nghĩa của công tác xã hội, phòng chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ đặc biệt, cách công khai và ứng xử khi người khác kỳ thị với người đồng tính, những khó khăn của phụ nữ khi lập nghiệp. Qua chương trình đã giúp giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường nhận thức được giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội, ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội. Đồng thời có thêm kiến thức, thông tin về những người dễ bị tổn thương trong xã hội, từ đó không còn kỳ thị, phân biệt đối xử với họ. Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Mộc Châu tổ chức giao lưu văn nghệ phục vụ bà con xã Nà Mường. Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra với sự tham gia của trên 30 nam nữ diễn viên của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện và các đội văn nghệ của xã Nà Mường, huyện Mộc Châu. Những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu, mang tính nghệ thuật cao. Các tiết mục với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, tuyên truyền cho bà con nhân dân địa phương hiểu được vai trò ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Chương trình văn nghệ đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân xã Nà Mường, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử. Điện lực Mường La, Thủy điện Trường Muôn, Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nậm Chiến vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường La tổ chức bàn giao cây xoài giống cho bà con nhân dân xã Trường San. Tại đây, ba đơn vị điện lực đã bàn giao 1.200 cây xoài lai cho 30 hộ dân của các bản xã Trường San. Trước khi nhận giống, bà con nhân dân đã được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn cách trồng, chăm sóc, bảo quản cây nhằm phát huy hiệu quả trong việc trồng các loại cây này, giúp bà con biết cách áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt. Việc bàn giao cây xoài giống cho bà con nhân dân xã Trường San nhằm tri ân, hỗ trợ các hộ gia đình đã luôn đồng hành, tạo điều kiện trong công tác phát dọn hành lang tuyến bảo vệ lưới điện cao áp, đồng thời giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội tiếp cận cây giống mới, phát triển sản xuất, tạo nguồn thu nhập ổn định lâu dài. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa nhân tháng thanh niên và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Những năm gần đây, tình hình thời tiết ở Mường La diễn biến phức tạp. Theo thống kê, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra trên 30 trận rét đậm, rét hại, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất, làm 56 người chết, mất tích và bị thương, hơn 9.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Đặc biệt, trận lũ lịch sử xảy ra vào đêm ngày mùng 2 rạng sáng ngày mùng 3 tháng 8 năm 2017, thiệt hại khoảng 705 tỷ đồng. Sau khi lũ quét xảy ra, các ủy chính quyền địa phương của tỉnh Sơn La và huyện Mường La đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai công tác khắc phục. Các bộ ngành trung ương, các địa phương, các tổ chức cá nhân và các nhà hảo tâm trong cả nước cũng cùng chung tay giúp đỡ. Nhờ vậy đến nay đời sống của đồng bào vùng lũ Nậm Păm của huyện Mường La đã thực sự ổn định. 6 điểm ổn định dân cư cho gần 400 hộ được bố trí,
gần 280 hectare kén quả được hỗ trợ trồng trên đất dốc đã và đang cho thu hoạch. Bên cạnh đó là hỗ trợ sinh kế bằng việc giao cho các hộ chăn nuôi dê, bò, gia cầm để thoát nghèo. Để tăng cường công tác phòng chống thiên tai, thời gian tới huyện Mường La sẽ được triển khai xây dựng thí điểm công trình đập lũ bùn đá tiến tới nhân rộng ra các địa phương khác. Thưa quý vị và các bạn, cách Hà Nội khoảng 170 km, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, không khí mát mẻ quanh năm, tạo nên những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ, tươi đẹp. Đồng thời, đồng bào các dân tộc nơi đây có nền văn hóa đa dạng đặc sắc đã thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, khám phá và nghỉ dưỡng. Là huyện nằm ở cửa ngõ của tỉnh Sơn La, Vân Hồ có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với các loại hình hấp dẫn. Điều ấn tượng với du khách đầu tiên khi đến với Vân Hồ chính là một cao nguyên ngàn hoa. Đặc biệt là vào mùa xuân, Vân Hồ đẹp tựa như tranh bởi sắc trắng tinh khôi của ngút ngàn hoa mận, bạt ngàn nương cải hòa quyện với sắc hồng quyến rũ của những cánh rừng hoa đào. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Vân Hồ là một cái duyên là có một chương trình ở đây. Cũng là nơi tôi cũng mong muốn được về tỉnh Sơn La lâu năm rồi, nhưng mà nay mới có duyên được về. Thì cái cảm nhận khi mà nhìn cảnh quan nơi đây, tôi cũng thấy là đồng bào ở Vân Hồ đã có một cái ý thức về một cái tín hiệu mừng về cái thị giác về cảnh quan rất là đẹp. Và đấy là một cái điểm để thu hút cái du lịch. Từ trước đây 2 năm tôi cũng đột nhiên tôi nghĩ là tôi cần phải lên một vùng núi nào đấy tôi sống. Lúc đấy thì tôi không biết là tôi sẽ đi đâu. Thế đến một ngày tôi đi lên đây thì có một người bạn cũng là họa sĩ, cũng làm một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ trên này. Thì một buổi sáng nó nắng vàng mà nó như thời tiết như ở châu Âu ấy. Thì lúc đấy tôi mê mải. Thì tôi quyết tâm là tôi sẽ lên cái vùng đất này, Vân Hồ. Hiện nay, huyện Vân Hồ đang tập trung phát triển du lịch theo hai hướng trọng tâm là thu hút các nhà đầu tư xây dựng các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng theo quy chuẩn và phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động quảng bá xúc tiến và liên kết du lịch, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn lực du lịch. Trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của huyện, chúng tôi đang đi theo hai cái hướng. Thứ nhất là thu hút những nhà đầu tư để đảm bảo được những tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn. Cái thứ hai nữa là tập trung phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa của các dân tộc. Khám phá Vân Hồ, du khách không những được đặt chân lên vùng đất mới lạ, hoang sơ mà còn được gần gũi tiếp xúc với những người dân địa phương tại các địa điểm du lịch cộng đồng, được hòa mình vào với cuộc sống giản dị, mộc mạc cùng những người đồng bào dân tộc nơi đây. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người lao động, chi nhánh xăng dầu Sơn La đã thực hiện nghiêm những quy định của nhà nước về chế độ bảo hộ lao động từ khâu ban hành văn bản nội quy đến tổ chức thực hiện. Chi nhánh xăng dầu Sơn La hiện có hơn 200 cán bộ công nhân lao động làm việc tại 35 cửa hàng, trong đó 80% là lao động trực tiếp tham gia công tác bán hàng, giao nhận, vận chuyển xăng dầu và các sản phẩm như ga, dầu mỡ nhờn. Với lực lượng lớn lao động trực tiếp nên những năm qua, toàn chi nhánh đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, đồng thời xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại 100% đơn vị cơ sở, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và bảo hộ lao động cho công nhân lao động. Hàng năm, chi nhánh đã trích trên 1 tỷ đồng mua quần áo bảo hộ lao động trang bị cho công nhân lao động. Thời gian tới, chi nhánh xăng dầu Sơn La tiếp tục tổ chức tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh lao động, giúp cho cán bộ công nhân viên biết cách phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo tính mạng, sức khỏe của công nhân và tài sản của đơn vị, đưa phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, gắn cùng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với những hoạt động cụ thể, quan tâm tới công tác khám sức khỏe cho người lao động, để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị. Chương trình thực sự trưa nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La nhiều mây không mưa, trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, độ ẩm phổ biến từ 65 đến 100%. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh Quỳnh Nhai từ 17 đến 25 độ, thành phố Sơn La từ 16 đến 24 độ, Mường La 19 đến 27 độ, Mai Sơn 16 đến 23 độ, Yên Châu 16 đến 24 độ, Sông Mã 18 đến 26 độ, Bắc Yên 15 đến 20 độ, Phú Yên 17 đến 22 độ, Mộc Châu 14 đến 17 độ, Sốp Cộp 18 đến 26 độ,
Vân Hồ 14 đến 17 độ, Thuận Châu 17 đến 25 độ.